Đây, giờ ăn tới rồi, giờ ăn tới rồi. Ông xã ơi, ông xã. Tới. Vô đây, vô đây. Trời ơi, thơm quá. Trời ơi, tới liền, đói quá em ơi. Bất ngờ chưa, ngạc nhiên chưa, hạnh phúc lắm đúng không? Thiệt á, em thấy anh á là cái người có phước ở trong cái xóm này luôn á. Anh nghĩ coi, anh cưới được một người vợ mà suốt ngày chỉ lo bếp núc nè, ăn uống cho anh, dắt óc suy nghĩ cho anh, ăn làm sao cho bổ cho ngon. Món mới. Nhưng mà sao lại hoài vậy? Hoài vậy là sao? Sao những cái món ăn mỗi ngày sáng tạo mới lạ vậy? Đúng rồi, trời ơi, mình sống là mình phải tìm tòi cái mới. Em nói cho anh biết, sau những cái lần trước á, em vẫn chưa có cảm thấy mình hài lòng, anh hiểu không? Em cảm thấy bản thân em có những cái gì đó nó tiềm ẩn mà em chưa có phát hiện ra được. 3 ngày liền em suy nghĩ coi làm cái gì, nấu cái gì với cái gì ngon. Cuối cùng em đã suy nghĩ ra được rồi. Ngon lắm đó, món mới đó. Em 3 tiếng đồng hồ của em đó. Em biết rồi, vợ nấu món nào cũng ngon á, lần nào là vậy. Nè, anh thái độ lạ lắm nha. Anh châu mày là anh khó chịu hả? Không. Bây giờ sao? Hay là anh đi ra ngoài đường rồi bây giờ anh ăn món bổ của con nào rồi bây giờ anh không muốn ăn món em nấu nữa đúng không? Không, anh ăn. Em nấu món ăn lúc nào cũng ngon đúng hết. Rồi. Anh rất là thích món em nấu mà. Vậy anh... mới được chứ. Nè, em nói cho anh nghe. Từ từ, khoan, em chưa có nói xong mà. Khoan đã, nhưng mà anh có ý kiến vậy. Hả? À, bây giờ trước khi chết. Không. Trước khi mà thưởng thức cái món canh tuyệt vời này, em có thể nào giới thiệu cho anh biết những thành phần nguyên liệu của món canh này hay không? Rồi, em nói cho anh biết nè. Anh thích cái gì? Anh thích cải chua đúng không? Em thích cái gì? Em thích cà rốt đúng không? Thì giống như là cái đám cưới gì đó, hai vợ chồng mình sẽ hòa quyện lại với nhau. Đó, em hòa quyện cải chua với cà rốt là em hầm 3 tiếng đồng hồ. Sau đó em suy nghĩ là tại sao người ta hay ăn hột vịt lộn với rau răm, mà tại sao người ta không ăn rau răm với cải chua cà rốt. Em suy nghĩ như vậy cho nên em sáng chế là em ngắt rau răm em bỏ ra thêm chút nữa anh húp xong cái này ăn thêm rau răm vô. Vậy cũng được nữa ha. Trời ơi, ngon lắm đó, em thử rồi, em nếm một miếng trong lúc qua anh nấu rồi, ngon. Đó, anh nhìn coi cái tô anh ăn nhìn nó tinh hoa ghê chưa. Tâm huyết đó, em hầm 3 tiếng đồng hồ đó. Ủa, hầm 3 tiếng mà sao cái củ cà rốt nó còn nguyên vẹn vậy? Hồi lúc nãy em hầm cải chua em bỏ vô xong em ngủ quên rồi cái em thức dậy em chợt bỏ cà rốt vô. Nhưng mà nó vẫn mềm anh, nó vẫn mềm. Còn cái này là gì? À, cái này là em trang trí. Tại vì bình thường em thấy anh không thích ăn ớt đúng không? Thì em chuyển qua cho anh ăn tiêu. Chưa hết đâu, người ta nêm bột ngọt, nêm đường muối là bình thường. Em cảm thấy là người ta nêm như vậy không có đặc sắc, không có đậm đà bản sắc dân tộc. Cho nên là em nêm mắm tôm nè, em nêm nước tương vô chung với nhau. Trời ơi, nó thơm, anh coi nó thơm nè. Thơm lắm thiệt á, thơm. Em nấu mà em còn nể em mà. Không, anh nhìn là thấy là cái cách trình bày như vậy là nhìn nó vui nhộn rồi đó. Nhưng mà ăn vô nó không biết vui không thôi. Vui, trời ơi, anh ăn vô là hai vợ chồng mình vui luôn đó. Bây giờ ăn đi anh, ăn đi, thương mà. Trời, anh làm cái gì mà giống như đi sắp ra pháp trường vậy. Anh ăn đàng hoàng coi, ăn. Ôi, à, gì vậy, hết hồn. Ôi, có điện thoại. Ôi, để anh nghe điện thoại, khách nghe điện thoại, khách nghe. Alo, Tư hả? Mình nghe nè. Rồi, sao? Hả, rủ vợ mình luôn hả? Rồi, tới liền. Rồi, chờ xíu. Ai vậy? Tư hàng xóm mình nè, rủ mình qua bển nè, đi qua bển ăn mới mua heo rừng. Bữa nay làm tiệc sinh nhật gì đó, kêu hai vợ chồng mình qua ăn cho vui. Tư hàng xóm hả? Ừ. Nhớ nhà nó dưới biển làm gì có heo rừng? Trời ơi, heo rừng mới mua. Ủa, mới mua hàng xóm đi. Ăn cái đi rồi mình đi. Không, cái này là cái món ăn của em rất là tuyệt vời. Anh nghĩ là anh cần phải có thời gian để anh hưởng thức cái vị á, em hiểu không? Đó, cho nên là bây giờ mình qua bển ăn heo rừng xíu vậy mình ăn cái này sao? Thiệt nha, hứa nha, không ăn là em giận đi, đó. Đi qua bển tao con heo rừng. Đi. Nhớ hay không? Ăn người ta nấu cho ăn. Hên quá, nhà này ý y quá, đi không chịu đóng cửa hết trơn. Nhà giàu có của mà ý y quá, nhờ vậy mình mới vô dễ dàng thoải mái. Ta sẽ gom hết không chừa một món nè. Cái gì vậy? Thôi, làm như biết bữa nay có con trộm tới hay sao, có đãi ăn nữa. Bữa nay có tiệc ta, tiệc đãi con trộm, dữ thiệt. Trời ơi, công nhận nhà giàu kẹo quá, không có gắn máy lạnh nóng còn chết. Thôi giờ tranh thủ ăn chứ đi. Chà, biết gì đây ta. Ủa sao cà rốt không, chung quanh cải chua không còn gì khác trời. Hay là vi cá nó chìm dưới. Trời ơi, Ngọc trầm thủy thượng hả? Ngọc ơi, trầm đâu Ngọc ơi? Đâu có miếng ngọc nào đâu trời. Thôi kệ, làm áo. Trời ơi, vị lạ quá ta. Mặn mặn, nó chua chua. Có cái mùi nó thủng thủng giống mùi mắm tôm phải. Chà,
đúng là món nhà giàu, chỉ có nhà giàu mới nấu cái kiểu này thôi. Ăn cho biết, về kể lại cho bà xã mình kêu bà nấu à. Ngon quá. Có ăn dặm nữa, rau âm. Công nhận lâu lâu được ăn tiệc hoành tráng rồi. Ăn mình nhớ đời luôn. Thôi, giờ làm nhiệm vụ đi. Giờ phải hành động thôi. Sao muốn đi mà nó có một cái cảm giác gì lạ lắm. Vô đó. Chết rồi. Buồn tay tiệc. Cực quá. Trời ơi. Ăn tiệc cực quá. Toilet ơi, cứu tôi. Mai mốt anh nghỉ chơi với ổng là vừa rồi đó. Nghỉ cái gì? Dù vợ chồng mình hết chứ heo rừng đó mà heo rừng. Nhưng mà người ta có lòng, người ta mền quá. Tự nhiên cái con heo quay ấy kêu con heo rừng. Trời ơi, cục. Qua ăn cái đó đỡ hơn ăn canh. Ủa? Anh nha, bình thường ổng ẹo xong rồi cái hả đi qua bển dụ tôi ngồi bển ăn cái đi về đi ăn hết trơn luôn. Ủa anh đi về chung một lượt với em mà, về trước rồi nào. Ủa vậy là anh không có lén về ăn hết hả? Ừ. Em không ăn. Anh cũng không ăn sao nó hết. Chết rồi chồng ơi. Nhà mình có người đột nhập rồi. Này em đi có đóng cửa không? Em quên, đi về là còn mở đó. Trời ơi. Bây giờ sao? Không lẽ nó đột nhập vô nó ăn cái tô canh bình thôi, đồ đạc còn nguyên mà. Trời. Bây giờ làm sao? Mà nó cũng can đảm thiệt đó. Nè nè nè. Ông là ai vậy? Ai là? Hai người là ai? Hai người là ai? Hai người là ai? Chủ nhà này chứ là ai? Vậy à? Không biết tôi là ai không? Ai? Tự biết đi. Ai vậy? Ông là anh trộm. Ừ. Thôi. Vậy? Mày ăn trộm. Cái gì? Không, cho tôi hỏi thăm chút. Hỏi cái gì? Cái hồi nãy ở đây gọi là gì? Có cái tô hoành tráng đây là gì? Tô canh phải không? Thì ra ông chính là kẻ trộm vô đây rồi còn dám ăn đồ tôi nấu cho chồng tôi. Cái này là đại toàn thập bổ chứ là cái gì? Bổ ngửa rồi con. Trời ơi, tôi ăn vô tôi chịu không nổi. Nãy giờ tôi bám trong toilet đó. Tôi làm bạn với lợi chồng đó. Lần đầu tiên đi ăn trộm mà bị tình trạng này. Ây da, khỏi nha. Từ từ, để tôi xin phép tôi vô tôi gặp bạn tôi nó lát chút xíu. Rồi ra mình giải quyết tiếp nha. Ây da, trời ơi. Quê cái gì mà quê, ăn trộm thì anh nhào vô bắt ăn trộm đi. Có ý kiến, lần sau xây toilet lần gần chút xa quá. Anh ơi, ớ cái gì nữa, ăn trộm vô nhà mà anh đứng ớ cái gì đi bắt ổng đi. Em nói cho hồi nãy hên là anh không ăn đó. Thôi anh đi. Ăn là bây giờ anh ôm bụng chứ không phải là. Trời. Đồ ăn của em là để bắt được ăn trộm. Bắt ăn trộm cái gì, bây giờ ổng có trộm kìa đó, ông ra nữa kìa, nhào vô bắt ổng đi. Ông dậy lên. Khoan. Quay. Chưa dứt điểm. Trời cái gì vậy? Thấy chưa? Bây giờ anh sao? Người ta không đứng lại nổi luôn, phải đi ra đi vô. Nhưng ngoài. Mà không nhờ món ăn em sao bắt được ổng, anh mắc cười. Bắt cái gì bây giờ? Cái gì vậy? Còn. Trời. Thấy chưa? Không nghĩ được luôn đó. Bây giờ nghĩ đồ ăn của em như vậy ăn được không? Mấy mốt là phải cho em học một khóa nấu ăn đàng hoàng lịch sự. Không. Kìa. Bây giờ không có đi đâu nữa. Ông chạy nữa. Đứng lại. Em đi kêu người chói ông lại. Đứng lại. Khỏi kêu. Tôi có lết được đâu mà kêu. Tôi xin thành thật xin lỗi hai người. Thật sự tôi vô tôi cũng chưa được lấy gì hết trơn á. Ham ăn làm cái tô này xong là bị tới giờ. Tôi hứa cho hai người sao không dám đi ăn trộm bày bà gì nữa. Không sao đâu. Thật ra là tôi cũng cảm ơn anh nhiều lắm. Thật ra anh vô đây ăn trộm nhưng mà chưa có mất đồ đạc gì hết. Cho nên là thôi bây giờ đưa anh đi cứu thương đi. Đúng rồi. Em cũng hứa từ nay em không sáng tạo bậy bạ nữa đâu. Rồi. Đi. Không sao đâu. Trời ơi. Không sao đâu. Khổ.